Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần được phát sóng trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã bắt đầu khi ngày 6 tháng 7 vừa qua, các mức thuế mới lên đến hàng trăm tỷ đô la Mỹ hàng hóa nhập khẩu từ mỗi bên đã chính thức được áp dụng. Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung không chỉ ảnh hưởng lên hai nền kinh tế hàng đầu thế giới, nhiều dự báo cũng cho thấy kinh tế toàn cầu đều bị ảnh hưởng và Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Vậy cụ thể, căng thẳng thương mại Mỹ-Trung có ảnh hưởng như thế nào tới Việt Nam? Việt Nam cần phải làm gì để ứng phó với những ảnh hưởng này? Xin mời quý vị theo dõi chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần này để có thêm những thông tin hữu ích xung quanh cuộc chiến này. Trước tiên, mời quý vị cùng nhìn lại những diễn biến về cuộc chiến thương mại này. Kể từ 1 tháng 3, sau động thái Mỹ đưa ra kế hoạch áp mức thuế 25% đối với thép và 10% đối với nhôm nhập khẩu từ các đồng minh của Mỹ, đặc biệt là Trung Quốc và có hiệu lực vào ngày 23 tháng 3, thì ngày 2 tháng 4, phía Trung Quốc cũng đã nhanh chóng đáp trả bằng việc công bố danh sách 128 sản phẩm Mỹ sẽ bị áp thuế, gồm thịt lợn và rượu vang. Việc đầu tiên là ngày 15 tháng 6, Tổng thống Trump quyết định sẽ áp thuế 25% trị giá 34 tỷ đô la Mỹ, liên quan tới 818 mặt hàng, chủ yếu là thiết bị cơ khí. Ngay sau đó, Trung Quốc nhanh chóng ra đòn trả đũa, áp thuế chủ yếu lên mặt hàng đậu tương, một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Mỹ. Tình hình căng thẳng kéo dài đến ngày 6 tháng 7 vừa qua, Mỹ chính thức áp thuế đợt tiếp theo cũng với 25% với 34 tỷ đô la Mỹ hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, bao gồm phụ tùng máy bay, TV, vân vân. Với việc cáo buộc Trung Quốc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và đẩy cao thâm hụt thương mại một cách không công bằng, đây không phải là năm đầu tiên Mỹ và Trung Quốc lao vào một cuộc chiến tranh thương mại. Trước tình hình đó, Trung Quốc ngay lập tức đáp trả theo cách ăn miếng trả miếng và với mức thuế 25% lên 659 mặt hàng chủ yếu là nông sản nhập khẩu từ Mỹ cùng ngày. Mới nhất, Mỹ đe dọa leo thang căng thẳng, tiếp tục đáp trả với 200 tỷ đô la Mỹ hàng hóa từ Trung Quốc với 10% vào ngày 18 tháng 6, sẽ có hiệu lực vào tháng 9 2018. Với vị thế là hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, hệ lụy từ cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung sẽ không chỉ gây tác động trực tiếp đến nền kinh tế của hai nước mà còn khiến thương mại thế giới rung chuyển. Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ từ cuộc chiến này. Cụ thể những ảnh hưởng đó là gì? Mời quý vị cùng đến với những phân tích ngay sau đây. Đứng giữa hai nền kinh tế có ảnh hưởng rất lớn tới xuất nhập khẩu của Việt Nam, các chuyên gia đánh giá cuộc chiến thương mại có thể có những tác động hai chiều, vừa là cơ hội cũng vừa là nguy cơ đối với Việt Nam. Ví dụ như là tỷ giá mà đồng Việt Nam nó yếu đi, thì thực ra cái hàng Việt Nam mà xuất khẩu sang Mỹ sẽ dễ dàng hơn đối với những hàng mà Việt Nam vẫn đang có lợi thế và từ trước vẫn đang xuất khẩu chẳng hạn. Thậm chí là nhiều cái hàng Trung Quốc bây giờ bị ngăn chặn, bị đánh thuế cao lên thì hàng Việt Nam mà nó tương tự như vậy thì có thể lại được lợi rất là nhiều. Đấy thì điều ấy cho thấy là có một cái sự thuận lợi như vậy. Thế còn một điều nữa là bản thân là cái hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc hiện nay cũng rất nhiều. Đấy thì hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc thì bây giờ nếu như mà Mỹ, các hàng hóa của Mỹ cũng bị Trung Quốc trả đũa là đánh thuế chẳng hạn, thì có những cái hàng mà từ Việt Nam mà nó có thể thay thế được phần nào đó. Có thể là Trung Quốc ít xuất khẩu sang Mỹ được thì Việt Nam cũng có ý cơ. Nếu mà những cái mặt hàng Việt Nam có những cái mặt hàng nào đấy, nhưng mà cái số này đếm ra nó không nhiều. Ta xuất sang Mỹ thì xưa nay là cái thị trường này nó so với những hàng Trung Quốc cái tính thay thế nó cũng cao. Khi chiến tranh thương mại nổ ra thì không có nước nào trên thế giới có được lợi cả. Do vậy nó dẫn đến cái làn sóng là suy giảm tăng trưởng ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Và nếu đã suy giảm tăng trưởng ở các quốc gia trên thế giới thì nó dẫn tới là cái xu hướng đầu tư vào Việt Nam cũng như là xuất khẩu của Việt Nam ra thế giới nó sụt giảm mạnh, bởi vì thu nhập của thế giới giảm thì đương nhiên là cái hàng hóa của chúng ta bán thế giới cũng giảm đi, và thứ hai là nó tạo ra cái môi trường bất ổn, kinh tế vĩ mô bất ổn, do vậy thì nó có thể làm đình trệ các hoạt động đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Nếu mà Mỹ tăng thuế nhập khẩu lên từ Trung Quốc thì rất nhiều hàng của Trung Quốc sẽ không tuồn vào Mỹ nữa. Thì nếu mà chúng ta là cung cấp những cái nguyên liệu đầu vào cho Trung Quốc thì bây giờ chúng ta bị ảnh hưởng. Tại vì nếu mà Trung Quốc, cái đầu ra của Trung Quốc mà bị ảnh hưởng và chúng ta cung cấp đầu vào Trung Quốc, chúng ta bị ảnh hưởng. Ở chiều ngược lại cũng vậy. Theo đánh giá, ở giai đoạn đầu cuộc chiến khi hai bên nâng thuế một số sản phẩm khác nhau thì Việt Nam có thể bị ảnh hưởng gián tiếp nhưng không nặng nề lắm. Cái tình hình thương mại Mỹ Trung nó cũng chưa có ảnh hưởng nhiều đến cái tình hình xuất nhập khẩu của Việt Nam, cụ thể là xuất khẩu và những cái mặt hàng mà xuất khẩu của ta sang thị trường Mỹ
thì vẫn rất là duy trì ổn định và cái và tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Ví dụ như là các cái mặt hàng của mình mà xuất đi Mỹ chủ yếu là hàng dệt may, giày dép. Theo đánh giá, đến giai đoạn 2 của chiến tranh thương mại thì chắc chắn sẽ có sự ảnh hưởng trực tiếp, trước tiên là luồng vốn đầu tư và tiêu dùng. Chắc chắn là các cái nhà đầu tư và những cái nhà sản xuất họ sẽ tìm một cái nước khác ngoài Trung Quốc để họ sản xuất. Mà tôi nghĩ không phải đợi đến lúc đó đâu, bây giờ họ đã tính đến rồi. Và như vậy cái kịch bản thuận lợi, tức là những cái đơn hàng về da giày sẽ được chuyển sang một số nước khác, trong đó chắc chắn là Việt Nam sẽ là cái tầm nhắm đầu tiên. Và đây là cái thuận lợi, tức là chúng ta sẽ có nhiều đơn hàng. Và như vậy nó sẽ giúp cho công ăn việc làm, nó giúp cho tăng trưởng xuất khẩu và giúp cho đất nước có một cái phần phát triển. Cái vấn đề thứ nhất là tác động từ cái việc là cái phần cung thiếu hụt của chúng ta. Hiện nay chúng ta vẫn đang là cái nước, chúng ta xuất khẩu các cái sản phẩm như vải, phụ liệu may, rồi quần áo các loại. Nhưng mà chúng ta cũng phải là cái nước đang nhập khẩu lớn về các nguyên liệu đầu vào của chúng ta thì có cái tác động. Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia lo ngại hàng tiêu dùng giá rẻ có thể cũng sẽ tràn vào Việt Nam, gây bất lợi cho nền kinh tế. Trong tương lai, nếu mà cái cuộc chiến thương mại này mà tiếp tục như thế thì có thể là chúng ta, những người mà tiêu thụ ở Việt Nam, có thể được hưởng những cái hàng hóa nhập từ Mỹ với một cái giá rẻ. Tuy nhiên, về cái mặt ngược lại, thì nếu mà chúng ta tiêu thụ quá nhiều hàng của nước ngoài thì hàng nội địa của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng và có thể chúng ta sẽ giết chết ngay cả những nhà sản xuất của chúng ta ở trong nội địa. Và đây là cái chúng tôi đang rất lo ngại. Khi mà xung đột Mỹ-Trung xảy ra, hàng hóa của Trung Quốc đã đang vào Việt Nam thì sẽ vào Việt Nam nhiều hơn. Rồi thì cái tỷ giá đồng nội tệ, đồng nhân dân tệ nó sẽ làm cho hàng Trung Quốc sẽ bị giảm đi. Thì nó có hai cái, một cái lợi thế là hàng Trung Quốc giảm đi thì nguyên liệu của người ta thì rẻ hơn. Thì cái việc chúng tôi nếu như phải nhập nguyên liệu Trung Quốc để sản xuất xuất khẩu thì cũng là lợi thế. Nhưng cái bất lợi lại là nếu như hàng người ta nhập vào rẻ hơn thì hàng của chúng tôi sẽ bị ảnh hưởng rất là lớn. Bộ Công Thương mới đây cũng đã cảnh báo việc Mỹ đánh thuế hàng Trung Quốc có thể dẫn tới nguy cơ các sản phẩm nước này, gồm cả các mặt hàng chưa phòng vệ thương mại như da giày, dệt may, đồ gỗ tràn vào Việt Nam. Bên cạnh đó, sự chuyển dịch đầu tư cũng mang lại một số nguy cơ. Các nhà đầu tư khi người ta đưa đơn hàng nhiều, thì như vậy nó sẽ có một sự cạnh tranh nhất định về lao động và nó sẽ làm cho chi phí lao động và các loại chi phí khác sẽ tăng lên. Nếu chúng ta không khéo thì cái vấn đề chuyển giá, chuyển các cái sản phẩm mà của các nước khác qua đường biên giới để họ lấy xuất xứ của Việt Nam, hay là họ dùng những cái cao hơn, tức là họ đầu tư vào Việt Nam nhưng được họ đầu tư vào một cái công đoạn cuối cùng thôi, còn tất cả những cái phần đầu thì họ sản xuất ở bên kia rồi họ chuyển sang Việt Nam để họ gắn cái mác xuất xứ của Việt Nam. Trên thực tế rõ ràng là chúng ta đã bị điều tra lẩn chống lẩn tránh thuế và chúng ta cũng biết rằng là Trung Quốc hiện nay đang là cái đối tượng, là cái khu vực mà chịu nhiều các cái biện pháp phòng vệ thương mại ở khắp nơi trên thế giới. Và có một cái xu hướng mà cũng khá là tự nhiên thôi, đấy là họ sẽ tìm cách để lẩn tránh thông qua các thị trường khác. Cho nên là đối với các doanh nghiệp Việt Nam chúng ta ấy, thì chúng ta cũng cần phải rất là thận trọng. Các chuyên gia cảnh báo chính sách bảo hộ của Mỹ đang thể hiện rất rõ ràng, cũng không ngoại trừ hàng hóa Việt Nam cũng chịu sự ngăn chặn của Mỹ. Chúng ta phải sẵn sàng cho những kịch bản xấu nhất xảy ra, rằng hàng của Việt Nam sẽ khó mà xuất qua cả Trung Quốc và cả Mỹ, và nhất là Mỹ, bởi vì cái rào cản kỹ thuật và những cái tiêu chuẩn họ đòi hỏi rất là cao. Sau Trung Quốc, sau nhiều nước khác thì Việt Nam là một trong những quốc gia mà xuất khẩu, nhập xuất siêu rất nhiều vào Mỹ. Và một khi Mỹ trừng phạt những nước đó thì có khả năng là chúng ta cũng sẽ bị liên lụy. Khi mà xuất khẩu chúng ta tăng nhanh lên thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị nằm ở trong cái diện giám sát của phía Hoa Kỳ, để từ đó họ có thể xem là cái đầu tư hoặc là cái chuyển tải, hoặc là họ sẽ nghi ngờ rằng Việt Nam là một cái kênh để Trung Quốc có thể xuất khẩu hàng vào Hoa Kỳ. Và như vậy nó sẽ có những cái ảnh hưởng tiêu cực lên cái xuất khẩu của chúng ta. Theo sát dòng sự kiện, các chuyên gia cho rằng đòn trả đũa của hai bên, nhất là từ phía Mỹ, sẽ chưa thể để thị trường yên cho đến khi có kết quả bầu cử Quốc hội Mỹ.
Liệu Trung Quốc và Mỹ có thể nhượng bộ lẫn nhau để bình ổn hay theo đà tranh chấp thương mại kéo dài? Trước diễn biến ngày càng căng thẳng của cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, các chuyên gia khuyến nghị các cơ quan quản lý nhà nước cũng như là các doanh nghiệp Việt Nam cần phải theo dõi sát tình hình và luôn sẵn sàng chủ động ứng phó với những kịch bản xấu nhất có thể xảy ra. Sau đây là ý kiến của những người trong ngành, cơ quan chức năng và các chuyên gia kinh tế về vấn đề này. Ngay từ lúc này, nhiều doanh nghiệp, ngành hàng đã chủ động ứng phó với nguy cơ hàng hóa Trung Quốc có thể tràn vào Việt Nam. Tuy nhiên hiện nay là chúng ta không cho phép nhập mũ giày, không cho phép nhập bán thành phẩm. Các chuyên gia cho rằng các cơ quan quản lý cũng cần kiểm soát chặt chẽ hơn hàng hóa nhập khẩu. Chúng ta phải lưu ý là các cái doanh nghiệp của mình sẽ phải kiểm soát cái hàng hóa mà hàng từ Trung Quốc vào, sau đó thì qua cái khâu chế biến hoặc gia công và lúc đó lại mượn cái xuất xứ của Việt Nam để xuất sang Trung Quốc thì nó cũng sẽ làm cho ảnh hưởng đến các cái tình hình sản xuất của Việt Nam. Đối với các cái nhà quản lý, các cái nhà cấp xuất xứ thì cũng cần phải lưu ý là kiểm soát chặt chẽ cái khâu cấp xuất xứ hàng hóa để mà đảm bảo được cái hàng hóa đúng có xuất xứ từ Việt Nam để đi vào thị trường Mỹ. Chúng ta biết rồi, cái đường biên giới chung giữa Việt Nam với Trung Quốc, chúng ta có đường biên giới đó, cho nên là sẽ có rất nhiều cái khả năng là những cái sản phẩm từ Trung Quốc sẽ qua Việt Nam và dùng Việt Nam như là một cái đường để xuất khẩu vào Hoa Kỳ. Do đó là cái việc mà kiểm soát cái đường biên giới phải là một cái công việc rất là quan trọng. Chúng tôi cũng mong là có cái sự tham gia tích cực hơn của các cơ quan nhà nước vào cái quá trình kiểm soát cái gian lận thương mại. Nó có thể chuyển khẩu hay là bằng những cái hành động gian lận khác mà nó vi phạm pháp luật để mà dẫn đến cái tình trạng này. Thì tôi nghĩ đây là cái câu chuyện của cả doanh nghiệp và cả các cơ quan nhà nước. Các chuyên gia cũng khuyến nghị các doanh nghiệp cần nỗ lực cải cách môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng phải chú ý đảm bảo chất lượng hàng hóa để đáp ứng yêu cầu của các thị trường. Chúng ta phải nâng cái năng lực của mình lên bằng cái việc là đầu tư thiết bị và công nghệ hiện đại. Đầu tư làm sao đó để chúng ta có khả năng đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi cái thời gian sản xuất giao hàng nhanh, chất lượng sản phẩm đòi hỏi càng ngày càng khắt khe hơn. Và đầu tư tới cái hệ thống nhà xưởng của chúng ta để đảm bảo cái khả năng là các cái tiêu chuẩn đánh giá của khách hàng đạt được yêu cầu đòi hỏi của chúng ta và cái tính tuân thủ của chúng ta. Doanh nghiệp cũng phải nâng cao cái chất lượng và các trong cái cải tiến kỹ thuật hay những cái giải pháp để tiết kiệm chi phí, để nâng cao cái năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Là cái cuộc chiến tranh trừng phạt về mặt chất lượng, về mặt vi phạm các cái luật lệ về chống bán phá giá và sở hữu trí tuệ, thì mình rút kinh nghiệm rằng là mình phải nghiêm chỉnh chấp hành cái vấn đề đó ngay trong nước rồi đã. Tập chơi ngay trong nước là mình kinh doanh một cách đàng hoàng, một cách sòng phẳng, là luật ra thì mình phải chấp hành cái đó. Và nếu mà mình có cái thói quen đó, mình làm được điều đó thì mình bán hàng qua bên nước Mỹ hay Trung Quốc hay bất cứ nước nào cũng được. Thì cần phải có sự chuẩn bị về đăng ký bản quyền, về thương hiệu, về sở hữu trí tuệ, về xuất xứ hàng hóa, về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, về đạo đức kinh doanh hay là về những cạnh tranh lành mạnh là phải hết sức chú ý. Khi chủ nghĩa bảo hộ ngày càng thể hiện rõ ràng và có xu hướng tăng, các chuyên gia khuyến nghị doanh nghiệp cần phải chú ý các rào cản thương mại để chủ động ứng phó. Là các doanh nghiệp Việt Nam phải chú ý cái rào cản đó là rào cản gì đối với cái ngành nghề của mình, để mà mình có sự chuẩn bị để mình vượt qua được những rào cản đó. Về nông sản thì chất lượng, rồi kháng sinh, rồi dư lượng kháng sinh, rồi như thế nào, về thủy sản, về thép, vân vân á. Đồng thời, đa dạng hóa thị trường tiêu thụ sản phẩm, không để phụ thuộc vào một số ít các thị trường là những khuyến nghị được hầu hết các chuyên gia nhắc tới. Ngoài ra, khi thị trường xuất khẩu gặp nhiều khó khăn, doanh nghiệp cũng cần quan tâm tới thị trường nội địa. Ở bất kỳ hoàn cảnh nào cũng luôn tồn tại cả cơ hội và khó khăn. Doanh nghiệp thông minh là những người biết tận dụng cơ hội và vượt qua những khó khăn để tồn tại và phát triển. Với cuộc chiến thương mại này cũng vậy. Các chuyên gia và các cơ quan quản lý đều cho rằng theo sát tình hình và tìm hướng đi cho doanh nghiệp, đồng thời tìm cách ứng phó với những khó khăn sẽ giúp cho doanh nghiệp, ngành hàng hạn chế sự ảnh hưởng tiêu cực từ cuộc chiến, nắm bắt những cơ hội có được để phát triển. Đến đây, chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần cũng xin được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.